Hello, chào bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chào bán cho các bạn con iPhone 6G bản 32GB mất vân tay VLLA pin 90 và main đã qua sửa chữa. Và con này mình bán chỉ 500.000 nhé các bạn. Chỉ 500.000 có con iPhone 6G bản 32GB pin còn 90. Màn này là màn zin các bạn nhé, màn zin pin còn 90 đấy, cảm ứng còn rất là mượt và màn hình cũng rất là nhạy. Benjamin Franklin, kẻ mạnh là người có thể đây chỉnh đang chạy thói quen của wifi mình, tháo thử máy để các bạn xem qua nội thất nhé. Các bạn là người mới lần đầu tiên nếu qua kênh của mình thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp mình nhé. Đây, main thì mình thấy đã có bóc cái lồng này rồi, có sửa chữa rồi. Đấy, nhưng mà cũng còn là khá là sáng đẹp. Đây, màn này là màn zin. Các góc thì cũng có móp méo, đến tầm này thì bảo là vỏ đẹp thì chỉ có thay vỏ mới thôi nhé. Đây, vỏ zin thì nó mới xước xác và móp méo như này nhé. Vỏ zin mà zin main đã có qua sửa chữa một chút, giá chỉ 500.000 đồng. Ok, tiếp theo là em Samsung A21s. Em này thì là full chức năng nhé, có khóa khuôn mặt, vân tay và khóa trên màn hình. Đây, vân tay là sao này, 4 mắt cam, giá 2.500.000, pin 5.000, bộ nhớ 32GB. Đấy, mình vào sơ qua điểm AnTuTu cho các bạn xem nhé. Đây, điểm AnTuTu A21s này với mức điểm 132.236, một cái mức điểm cũng tương đối. Mình thử cảm biến này, cảm ứng này. Đấy, cảm ứng đa điểm, nhận được 5 điểm nhé các bạn nhé. Kiểm tra cảm ứng rất là ok luôn các bạn này, không bị đứt đường nào đâu nhé. Với cái con Samsung A21s này có cấu hình như sau: Android 11 này, kiểu CPU là Exynos 850 này, chip đồ họa là Mali G52 này, độ phân giải 1600x720 này, có camera sau là một cái 48MP, một cái 8MP và hai cái 20MP, RAM là DDR4 này, ổ nhớ RAM 3GB này, dung lượng ổ cứng xe thêm gần 1GB nữa này. Đấy, gần 4GB. Tổng lưu trữ bộ nhớ là 32GB. Hệ thống 96GB. Đây, hệ thống 96GB. Đó, sơ qua là như vậy.
pin đây, pin 5000 này, chất lượng pin còn tốt này. Rồi, ok, anh em nào ưng thì inbox mình Zalo số 0978513326 anh em nhé. Hình thức máy thì cũng còn khá là đẹp, nó chỉ có xuất sắc qua theo thời gian thôi. Đấy. Có một cái móc chỗ này là lớn nhất, còn lại là không, nó cũng chỉ răm răm thôi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi clip này.